Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng trở lại với Bốn Bánh Auto, Mạnh Ô Tô Con. Ngày hôm nay tôi sẽ tiếp tục quay video và giới thiệu tới quý vị và các bạn một mẫu xe thể thao 2.0, đó là một chiếc Mazda nhập khẩu Đài Loan đời 2009, số tự động, cửa nóc. Một chiếc xe hoàn toàn với một phong dáng thể thao và đẹp cũng như là chạy rất là chất. Một chiếc Mazda thì như quý vị và các bạn đã biết thì đối với dòng Mazda này thì chạy hoàn toàn rất là mướt cũng như là form dáng rất đẹp. Về các dòng như Mazda 3, Mazda 6 hoàn toàn nhìn form dáng thì hoàn toàn rất chất. Thì đây là một chiếc xe đời 2009 nhập khẩu Đài Loan, một chiếc xe màu đỏ và bản 2.0 bản S. Thì đây là hoàn toàn tổng thành xe này, đầy đủ option về bóng khí, cửa nóc, xi nhan trên gương, la răng đúc, ABS và rất nhiều chi tiết mà chúng ta nhìn hoàn toàn khá là bắt mắt. Thì đây là toàn bộ tổng thành và phần đuôi này. Đó, một chiếc 2.0 bản S Mazda 3 và một chiếc xe biển Hà Nội có đầy đủ về màn hình cam lùi cũng như là tất cả các chi tiết. Thì đây là toàn bộ về phần đèn hậu này. Đó, đèn được đây, toàn bộ pha đèn này. Đó, cũng như là đây. Và toàn bộ được lắp thêm một phần cáng ở phía trên lắp cabo sau này thì nhìn hoàn toàn thể thao, cũng như là gầm thì cũng rất là cao đây, hoàn toàn gầm rất thoáng. Và ống xả đôi này. Đó. Và lốp láp đều rất là mới, đây toàn bộ lốp này. Đó, và toàn bộ phần gầm này. Đó, tất cả chi tiết gầm bảo hành cho quý vị và các bạn về đâm đúc cũng như là ngập nước. Và một chiếc xe biển Hà Nội thì hoàn toàn chúng ta có thể công chứng để đi, không phải mất tiền thay tên đổi biển. Đó. Đây về toàn bộ la răng này. La răng được thiết kế là la răng đôi, la răng đúc, lan đôi đấy. Đó, và toàn bộ lốp đấy, cũng như là cua lốp này. Đó. Và đây là toàn bộ nội thất. Nội thất đó là nội thất da xịn và tất cả những chi tiết trong nội thất cũng như là thân vỏ đều mang một form dáng cũng như là kiểu dáng thể thao khá là khỏe khoắn và hoàn toàn rất là đẹp. Đây, toàn bộ táp ly này. Đó, tay nắm này. Đây, cả bậc lên xuống. Đó, và toàn bộ chi tiết khóa cửa này. Và toàn bộ phần tem này. Đó. Thì đây là toàn bộ mặt tắp lô cũng như là vô lăng. Đây, hiện tại máy đang nổ này. Đó. Đây, phần thiết kế đồng hồ này. Đó, được 3 đồng hồ riêng biệt. Hoàn toàn nhìn kiểu dáng rất là đẹp. Về toàn bộ vô lăng. Đây, tích hợp vô lăng, điều chỉnh âm thanh luôn trên vô lăng này. Đó, Mazda, bóng khí này. Đó. Đây. Một chiếc xe đầy đủ cam lùi như này. Đó, đây tôi sẽ vào cam lùi cho quý vị và các bạn xem. Đó, đây. Đó, đây là toàn bộ màn hình cam lùi. Điều hòa cực mát, tôi vừa nổ máy xong thì hiện tại đã rất là mát rồi. Và gần như là chúng ta ngồi trong xe nó sẽ không nghe thấy tiếng nổ, chỉ nghe thấy đang là tiếng quạt thôi. Đó. Đây, toàn bộ táp ly này, 4 táp ly. Hoàn toàn rất là mới về toàn bộ tay nắm cửa này. Cũng như là toàn bộ ghế da hoàn toàn rất đẹp. Về cửa nóc này. Đó. Đây, cửa nóc điện. Đó. Và toàn bộ trần nỉ này. Trần nỉ nguyên bản. Đây, đóng cửa nóc này. Đó. Hoàn toàn với một chiếc xe mà option khá là đẹp. Về bóng khí, tích hợp vô lăng, cửa nóc và xi nhan trên gương. Cũng như là đầy đủ về hệ thống ABS. Và đây, đầy đủ về đồng hồ này. Đó. Một chiếc xe mà hiện tại đang chạy khoảng hơn chục vạn. Nó sẽ rơi vào khoảng 13-14 vạn. Đó. Và đây toàn bộ củ số đây. Toàn bộ hệ thống khoanh tay và tất cả chi tiết về phần cốp. Cũng như là bệ, khoang cốp để tay. Đó. và toàn bộ khoang cốp trên tablo này, tất cả chi tiết đều hoàn toàn là nguyên bản và sử dụng rất là tốt. Về phần điện cũng như là vô lăng hoàn toàn rất nhẹ. Đó. Toàn bộ là gương điện, kính điện đầy đủ. Đây. Đó. Đó, thì đối với dòng chiếc xe này thì trong khoảng thời gian vừa rồi tôi cũng có bán một vài chiếc, đó là số tự động về màu đen, đó cũng là bản 2.0 và nhập khẩu Đài Loan, thì đây là hoàn toàn một chiếc xe màu đỏ. Thì nếu ai có nhu cầu mà chúng ta thấy hợp màu đỏ thì hoàn toàn có thể lựa chọn chiếc xe này và chạy gia đình hoàn toàn rất là tốt. Về toàn bộ tắp ly này cũng như là tất cả chi tiết về khóa cửa này, đó, đây. Hoàn toàn nguyên bản luôn và toàn bộ keo chỉ đây. Đó. Và đây là toàn bộ tổng thành xe. Đó. Một chiếc xe khá là dài. Về đối với dòng Mazda này thì được thiết kế về phần máy cũng như là khoang máy về phần đầu thì rất là dài, cũng như là khoang máy lớn. Thì chúng ta 2.0 thì chúng ta chạy thì độ tiêu hao nhiên liệu của nó thì sẽ trung bình rơi vào khoảng 8 lít. Đó. Đây là toàn bộ khoang máy này. Đó, khoang máy hoàn toàn chưa dọn rửa gì. Đó, và nỉ lắp cabo này còn nguyên. Đây. Toàn bộ phần nỉ này còn nguyên này. Đó. Và toàn bộ răng cũng như là tai đèn. Đây, toàn bộ răng này. Đây, toàn bộ lỉnh khoang máy này. Đó. Thì đây là video tôi đã quay và giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc Mazda đời 2009 bản 2.0 số tự động và có giá khoảng 320 triệu. Nếu ai có nhu cầu về dòng xe này hoặc là muốn tư vấn điều gì về các dòng xe khác thì hãy liên hệ trực tiếp tới số điện thoại tôi để phía dưới màn hình. Sau đây tôi xin phép được kết thúc video và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.